Rồi mời anh. Thưa cha, con là Jacobi Mikaia Bửu Hòa. Con ở giáo xứ Phú Riềng, giáo phận Buôn Mê Thuột. Anh được ơn gì nói to đi cho mọi người nghe. Thưa cha, con chiên lạc 40 năm cha. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay con 60 tuổi cha. 60 tuổi. À, em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu thì còn ngon ngon, còn 40 năm sau là thành chiên lạc, thưa anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay con chiên lạc 40 năm được ơn quay trở về. Thưa cha, con được ơn Chúa gọi trở về là con bị một cơn bệnh rất là nặng cha, con bị ung thư gan vỡ rồi ở nhà. Sau khi vợ con đưa con xuống bệnh viện Chợ Rẫy thì con mới nhớ lại Chúa và con đọc được một kinh kính và kinh lễ cha, kinh kính mừng. Thì con xin Chúa cho con về nhà để con nhờ cha xuống sức dầu cho con để con khỏi bị mất linh hồn. Nhưng mà khi con đỡ rồi thì con về nhà thì nhờ cha xứ xuống sức dầu cho con lại, con lại khỏe lại cha. Khỏe lại là vợ con trước đó là ngoại đạo cha. Nhưng mà khi mà con khỏe lại được rồi thì vợ con có đi đây. Ở dưới đây, em ơi lên đây em ơi. Em ơi. Đó đi sao cha, như mặc áo như sao đó. Vợ con ngoại đạo nhưng mà khi con bớt bệnh rồi thưa cha, con lại được cái ơn nữa là vợ con theo đạo luôn. Rồi, chị tên là gì? Dạ con mới có theo đạo, con Mai Ra Trần Thị Ngọc Ánh cha. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 52 tuổi. Rồi, động cơ nào mà khiến con theo đạo sau khi mà con hai người lấy nhau được bao nhiêu năm? Dạ con lấy nhau 30 năm rồi cha. Lấy chồng 30 năm mà hôm nay mới theo đạo, động cơ nào làm con quay trở lại đạo như vậy? Dạ thì chồng con bị bệnh ung thư gan bể đó, đem xuống bệnh viện rồi con xin chồng con hết bệnh về con theo đạo. Rồi làm sao con biết được cái giáo điểm tin mừng này chú con đến đây? Dạ thưa cha, khi mà con về rồi đó thì ở trong giáo xứ, tại vì từ xưa giờ con không có đi nhà thờ cho nên người ta đâu có biết con đâu. Khi mà con nhờ cha xuống sức dầu thì giáo xứ họ mới biết, họ mới giới thiệu con là thôi bây giờ có cái đoàn dòng chú thương xót ở giáo xứ con á, có tổ chức đi cha long nè, cho con đi theo. Dạ là con xuống đây con đứng được, lần này lần thứ tư rồi cha. Thứ tư, còn con? Con cũng đi xuống lần thứ tư mà lần này là con hứa là chồng con hết bệnh thì con bao xe cho người đó trên đó đi xuống đây cho biết giáo điểm tin mừng. Thì bữa nay con xuống dưới đây. Con được rội tội chưa? Dạ con rửa tội rồi cha. Đây hai anh chị, tôi tặng cho anh chị món quà đặc biệt, đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Hai người xứng đôi vừa lứa. Cho người ta có tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi con còn cái ơn là bữa nay á là vợ chồng con là hứa là sẽ mướn một chiếc, thuê một chiếc xe cho trên đó họ có người bệnh hoạn này kia, rồi họ xuống đây cũng có mấy người ngoại đạo nữa cha. Nhưng mà khi đi nửa đường tới thành phố mới xe nó hư cha, xe nó hư, trời ơi con lo quá không biết xuống đây có kịp không, không biết xuống có kịp không, mà con cứ nghĩ thôi nếu mà trễ quá thì lễ xong rồi cha cũng rờ tay. Dạ rờ tay hả? 40 năm bỏ đạo như chỉ biết rờ tay thôi. Có người ngoại đạo đi với con mà họ cũng hết được 3 chứng bệnh này cha. Bữa nay họ cũng đi đó. Để không biết, để con kêu họ lên họ làm chứng nghe cha. Con kể rồi, rồi kể cho, tại họ ngại lên rồi con kể rồi. Không biết, bữa bệnh sỏi thận cha, bệnh sỏi thận cũng hết, bệnh đa bao tử cũng hết. Còn cái bệnh gì nữa con quên rồi. Cao huyết áp cha. Thưa anh chị em đó, một người đạo trong nhóm được khỏi 3 cái bệnh đó đang ngồi phía dưới. Đây tôi gửi tặng cho cái người ngoại đạo đó nha. Mà được khỏi bệnh đó, cái máy 365 bài giảng với cuốn sách Con Đường Tín Thác. Đây gửi tặng cho anh chị cuốn sách Con Đường Tín Thác với lại cái máy 365 bài giảng nha. Đây gửi tặng cho chị chàng chuỗi mân côi
để chúc mừng chị được rửa tội làm con cái của Chúa. Và đây là toàn Chúa cho anh, một người thương chị em. Anh chị em tưởng tượng ung thư gan, gan vỡ mà nó vỡ ra rồi thì còn cách nào mà sống nổi, thương chị em. Mà cái đó mà chữa được á, vẫn còn có thể chữa được. Còn cái bệnh mà ghê gớm hơn là bệnh gì biết không? 40 năm bệnh gì? Bệnh mất linh hồn cha. Cái bệnh mất linh hồn, bệnh mà cả giáo xứ mà không biết là còn có đạo hay không có đạo. Mà tới 40 năm nó có đi lễ thờ gì đâu, có biết Chúa mẹ gì đâu mà. Nó còn chỉ biết rờ tay thôi mà. Vậy mà Chúa vẫn chữa mà khỏe đến như thế này mà đứng đây. Rồi thêm cái nữa là cứu lại thêm được một linh hồn là 50 mấy. Dạ, con 52 chứ. 52 tuổi này là... Con nữa. Sao? Một đứa con trai với đứa con dâu con cũng theo đạo luôn rồi cha. Con trai tên gì? Dạ, Vũ Trần Hoàng Anh, nhưng nó không ở nhà. Ở nhà. Con dâu là Lê Thị Hoa. Dạ. Hai đứa cũng theo đạo luôn. Thôi tặng luôn cho hai đứa cái này luôn. Sướng quá, này hạnh phúc quá, tặng cho người thằng con dâu, tặng cho đứa con trai. Con về con đi gửi cho những người ngoại đạo á, trên chuyến xe của con á nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Dạ, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con hết bệnh ung thư. Cầu cho con. Dạ, cầu cho con hết bệnh, rồi con gái con cũng hết bệnh luôn nữa cha. Rồi hai người dắt nhau xuống ngồi dưới kia với nhau kìa đó.